Hello chào các bạn nhé, tôi là Phong, là một kỹ sư địa công nghiệp. Hôm nay tôi chia sẻ cho các bạn một cái video liên quan đến một câu hỏi của một bạn sinh viên. Bạn ấy có hỏi rằng như sau: thứ nhất là sự khác biệt giữa moment xoắn cực đại và moment khởi động như thế nào. Thế thì để mà chúng ta giải thích được cái câu này ấy, thì chúng ta phải hiểu thứ nhất là khái niệm moment xoắn là gì, và thứ hai là chúng ta phải hiểu được đó là moment khởi động là gì và moment cực đại là gì. Đó. Thế thì trong về khái niệm về động cơ về phần mảng máy điện ấy, thì trong máy điện ấy thì người ta nghiên cứu hai cái chỉ số rất quan trọng, đó là chỉ số tốc độ động cơ và chỉ số lực moment xoắn. Đó, hay là moment tải đó. Thế thì cái phần khái niệm về moment xoắn là gì? Moment xoắn được hiểu như sau, đó là tự nghĩa là một cái lực xoắn gây ra một chuyển động quay cho một động cơ đấy, hoặc là một lực có thể thể hiện một cái có thể khiến một vật nào đó xoay quanh một cái trục đó. Khi có một lực tác động nào đó khiến cho nó chuyển động ở tại một điểm thì moment xoắn sẽ xuất hiện đó, và đơn vị của nó là tính là newton mét đấy, newton mét. Thế còn moment khởi động là gì? Là moment khởi động của một động cơ là cái moment mà nó biểu hiện là sự chuyển động quay của trục động cơ từ ở trạng thái đứng im cho đến đạt một tốc độ nhất định nào đó khi vào tải hoặc là khi không vào tải, thì đấy được gọi là moment khởi động. Thế còn cái moment cực đại là gì? Moment cực đại là cái moment mà nó biểu diễn được cái lực tải tối đa của một cái động cơ đó. Đó, lực tải tối đa của động cơ đó, tức là có khả năng chịu được tải tối đa, tức là cái lực moment lớn nhất của động cơ đó. Đấy. Thế vậy là hai cái chỉ số này nó khác nhau hoàn toàn. Một đằng nào nó biểu diễn cái chỉ số từ ở tốc độ không của động cơ cho đến một tốc độ quay nhất định của động cơ. Một đằng là biểu diễn lực tải tối đa của cái động cơ đó. Đó. Thế cho nên hai cái chỉ số này khác nhau là ở cái chỗ như vậy. Một đằng là giới hạn mức tối đa, một đằng là bắt đầu xuất hiện khi khởi động từ không cho đến tốc độ nhất định. Đấy. Thế cho nên mình hiểu rằng là cái moment khởi động thì sẽ không bao giờ lớn được hơn cái moment cực đại của động cơ, đúng không các bạn? Nếu là một động cơ cùng một động cơ, nếu xét là cùng một động cơ. Đấy. Vậy qua cái video này thì cho các bạn biết thêm được cái cách mà chúng ta phân biệt giữa moment khởi động và moment xoắn cực đại của động cơ như thế nào. Và hẹn các bạn ở một video khác. Nếu các bạn có những câu hỏi gì có thể comment ở phía dưới video này, hoặc các bạn có những hỏi đáp gì, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại Zalo của tôi ở phía dưới video. Chào các bạn, hẹn các bạn ở một video khác nhé. Chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe và thành công.